Lúc đó một sự im lặng bao trùm cả nước. Các học sinh nhìn thấy bức hình Chúa Giêsu bị các phi tiêu đâm lủng rách nham nhở, có những cái lỗ và những dấu đinh lởm chởm trên mặt Chúa, và hai mắt thì bị đâm thủng. Lúc đó Thánh Chí Smith nói với cả nước: "Lời Chúa, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của ta là các ngươi đã làm cho chúng ta." Và ông nói tiếp: "Mỗi vết thương của Chúa Giêsu trên cây thập giá mà chúng ta nhìn thấy đó là một lần tôi lên án người khác. Chúa chịu đánh đòn để hàn gắn những vết thương mà tôi đã gây ra cho người khác. Chúa chịu đổi máu gai để hàn gắn sự nhục mà tôi đã nói về người khác." Và sau đó thì ông trình bày trên cây thập giá ai tìm ai. Chúa đang tìm anh em của Chúa giữa những người tội lỗi, tức là chúng ta đó. Chúa mời gọi chúng ta cùng với Chúa đi tìm anh em của chúng ta nơi mọi người. Nếu anh em của anh trót phạm tội, anh hãy đi sửa lỗi đó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã được lời người anh em. Và thực sự là vậy, một người anh em xúc phạm đến ta thì đó là kẻ thù. Trong cái tâm trạng của một con người thế tục, đó là kẻ thù. Vậy thì làm sao đây? Ta hãy biến kẻ thù đó thành người anh em của mình bằng cách là hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Còn nếu ta sửa lỗi theo cái kiểu mà nhục mà đưa ra cho mọi người biết thì lúc đó là chúng ta đang làm mất đi người anh em. Còn trái lại, nếu người anh em của ta sửa lỗi của mình thì ta được lời người anh em, nếu mà nó chịu nghe anh. Và đây là một cái trách nhiệm chứ không phải là một cái chuyện sao cũng được. Bài đồng hồ chúng ta đã nghe, khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối thì nó sẽ phải chết trong sự gian ác của nó, còn ngươi cứu được mạng sống ngươi. Còn nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối của mình thì kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ta đòi máu nó với tay ngươi. Và ở đây không phải là cái chuyện làm sao cũng được, nhưng mà ta phải nói. Tuy nhiên là trong tâm tình của Chúa Giêsu trên cây thánh giá thì một nguyên tắc mà chúng ta cần phải học cho bằng được, đó là ta ghét điều ác nhưng mà đừng bao giờ ghét kẻ ác. Bởi vì trên cây thập giá, cái lời cầu nguyện đầu tiên của Chúa không phải là cầu nguyện để được điều này được điều kia cho mình, mà cầu nguyện để được cho những người đóng đinh Chúa, xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Anh chị em thân mến, đây thực sự là một bài học mà thật sự là nói là rất khó hiểu và khó chấp nhận cho chúng ta. Nhưng mà chính Chúa đã đi trước làm gương cho chúng ta. Chúa là ngôi hai Thiên Chúa đã hạ mình xuống để làm người như chúng ta và chịu hết mọi đau khổ, mọi khốn cực vì tội của chúng ta. Để làm gì? Để mang lại cho chúng ta ơn cứu độ. Vậy thì chúng ta phải làm chi đây? Đầu tiên là ta làm đúng như lời Chúa dạy, sửa lỗi riêng tư rồi đưa ra cộng đoàn, và rồi sau đó thì ta cầu nguyện cho người anh em đó. Và đừng quên cách đây 2 tuần chúng ta mừng lễ Thánh Monica là quan thầy của giới nhịn mẫu. Ai cũng gặp những người khó chịu ở quanh mình, thế nhưng đối với Monica, cái người gây cho Monica khó chịu là người chồng vũ phu, là người con hoang đàn, thế nhưng lại trở thành ra 2 cái bông hoa đẹp ở trên phương biển của Monica. Bởi vì sự khó đó, nếu mà mình biết cầu nguyện, biết chịu đựng theo ý của Chúa,
thì nó sẽ không làm hại mình mà nó làm lợi cho mình. Và Monica đã được phong thánh liền vực với người con của mình. Đây là một chuyện có một không ai trong giáo hội, nhưng mà đồng thời cũng nói với chúng ta đang sống một người anh em gây cho chúng ta nhiều sự khó cực, nhiều sự bất mãn, nhiều sự khó chịu vân vân. Đó là một huấn luyện viên Chúa gửi đến để chúng ta đừng nên giống Chúa hơn. Và hãy tạ ơn Chúa về điều đó và hãy học cho được bài học đó. Nói thì nhiều nhưng mà tóm lại trên gửi đến anh em cái lời Chúa trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 7 cho anh em và cho cả chúng tôi nữa. Trong bài đọc 2 chúng ta đã nghe về yêu thương là chu toàn cả đề luật. Yêu thương là làm sao? Đức mến tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả. Được, chỉ cần hai chữ tha thứ và chịu đựng, chúng ta được nể xin cho chúng ta được sống tình yêu nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúa đã tha thứ cho chúng ta rất nhiều và chịu đựng chúng ta không kể cho hết được. Vậy thì lâu lâu có phải tha thứ, có phải chịu đựng là một cơ hội để chúng ta nên giống Chúa và lập công đền tội của chính mình? Này Chúa, xin cho chúng con học được nơi Chúa hai chữ tha thứ và chịu đựng. Hai chữ thôi nhưng có thể nói được chúng con đã sống được cái tình yêu Chúa muốn có nơi chúng con. Amen.